Những món ăn Việt như nem rán, bún chả, phở hay bánh mì Việt Nam không chỉ được người Việt ưa chuộng mà còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi của du khách cũng như báo chí thế giới. Nào hãy cùng Vạn Ý Tưởng tìm hiểu xem những món ăn nào được các thực khách trên thế giới tắm tắc khen ngon và không thể quên thưởng thức mỗi lần ghé thăm Việt Nam nào. 1. Nem rán. Trang CNN Travel vừa đưa ra kết quả bình chọn đất nước có ẩm thực được du khách yêu thích nhất và món nem rán của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Về hình thức, món nem Việt Nam không quá đặc sắc nhưng khi đã nếm, khó ai có thể từ chối hương vị của món ăn này. Phần bánh đa nem giòn, ngậy kết hợp cùng vị ngọt, mùi béo từ phần nhân đa dạng tạo nên vị ngon hoàn hảo, đặc biệt khi chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và rau sống. 2. Phở. Được CNN xếp trong danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới, nhắc đến ẩm thực Việt mà không nhắc đến phở quả là một điều thiếu sót. Phở tràn ngập trong các tạp chí ẩm thực, được những đầu bếp hàng đầu thế giới âu yếm gọi tên, được ca ngợi trong những nhà hàng cao cấp bậc nhất. Tô phở ngon thơm mùi nước dùng, có vị ngọt từ xương ăn với bánh phở mềm thơm mùi gạo khiến rất nhiều vị khách nước ngoài tưởng chừng chỉ ăn được đồ bơ sữa phải nghiện từ lần đầu tiên. 3. Bánh mì. Năm 2014, bánh mì Việt Nam đã tạo nên cơn sốt mới của ẩm thực đường phố trên toàn thế giới. Bởi thế chẳng có gì là lạ khi nó lọt vào top 20 món ăn đường phố ngon nhất thế giới theo bình chọn của Huffington Post. Bánh mì Việt Nam mỗi miền mỗi khác nhưng dù là ở Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn thì chiếc bánh mì đầy đặn với hàng chục loại nhân với đủ thịt, pate, rau, nộm cũng khiến thực khách ngất ngây. Chưa kể đến, giá của món này cũng siêu rẻ, trung bình chỉ 15.000 đồng là bạn có một chiếc bánh siêu ngon. 4. Bún chả. Theo bình chọn của trang National Geographic năm 2014 thì bún chả Hà Nội nằm trong danh sách 10 món ăn đường phố tuyệt nhất thế giới. Công thức làm bún chả không hề khó nhưng làm sao để có được những chả tẩm ướp đậm đà, nướng không cháy lại không dễ. Miếng chả nướng chín tới còn nóng hôi hổi được bỏ nhanh vào bát nước mắm pha khi ăn vừa thơm, vừa mềm, vừa đậm đà quả tình nếu đã được ăn một lần sẽ thương nhớ mãi. 5. Cà phê trứng. Theo bình chọn và gợi ý của trang mạng nổi tiếng BuzzFeed, cà phê trứng của Việt Nam đứng đầu trong danh mục 17 loại cà phê nên uống khi du ngoạn thế giới. Với thành phần làm từ lòng đỏ trứng, sữa đặc, đường và cà phê được pha trộn với nhau, loại cà phê này được ví với món tiramisu vừa ngọt, vừa đăng đắng và béo ngậy. 6. Gỏi cuốn. Ngoài phở, gỏi cuốn, nem cuốn cũng là món ăn Việt lọt top danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới của CNN. Gỏi cuốn là món dễ làm, dễ ăn, chỉ cần chiếc bánh tráng, bánh đa nem, bọc lấy các loại nhân tôm, thịt, rau, đồ ghém rồi cuốn tròn chấm với nước chấm chua ngọt hoặc nước chấm sền sệt được chế từ gan, thịt là bạn có ngay món ăn tuyệt ngon. Ngoài vị ngon tuyệt đỉnh, gỏi cuốn còn được lòng thực khách nhờ thanh mát, dễ ăn, ít béo và giá rất rẻ. 7. Chuối nếp nướng. Tại Đại hội ẩm thực đường phố tổ chức ở Singapore năm 2013, chuối nếp nướng được bình chọn là món ăn yêu thích nhất. Vị chuối ngọt, xôi nếp dẻo, hương thơm từ dừa, lạc là yếu tố khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Cách làm chuối nếp nướng khá đơn giản. Gạo nếp đổ chín, rán mỏng để bao ngoài trái chuối, sau đó nướng trên than hoa. Khi ăn, người bán sẽ chan ít nước cốt dừa và lạc lên bề mặt. Món ăn này phổ biến trên các đường phố ở miền Nam. 8. Bún bò Huế. Bún bò Huế ngày nay đã có mặt ở mọi miền trên đất nước Việt Nam và trở thành món ăn được cả người bản địa lẫn khách du lịch vô cùng ưa chuộng. Món bún này có vị ngọt từ xương bò và xương lợn ninh và vị đậm đà đến từ mắm ruốc. Chưa kể đến trong bát bún thường có kèm thêm thịt bò, mộc, móng giò, hoa chuối, giá và rau thơm. Đầu bếp Mỹ nổi tiếng thế giới Anthony Bourdain đã phải thốt lên: bún bò Huế là món súp ngon nhất thế giới khi có dịp được nếm món bún bò trong chợ Đông Ba, Huế. Bánh xèo. Bánh xèo Việt Nam được mệnh danh là món pancake ngon nhất thế giới đồng thời đã từng được vinh danh tại lễ hội đời sống dân gian Smithsonian Mỹ vào năm 2007. Ngay cả hai cây bút chuyên về ẩm thực nổi tiếng của CNN cũng đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho món ăn đường phố này. Bánh xèo ngon có lớp vỏ vàng ươm, giòn rụng, ẩn chứa bên trong là nhân tôm, thịt heo, giá đỗ, được ăn kèm với các loại rau thơm và nước chấm hết sức vừa miệng. 10. Bún riêu cua. Năm 2012, bún riêu cua Việt Nam đã lọt top những món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á do CNN bình chọn. Thành phần chính món này chỉ đơn giản gồm bún rối hoặc bún lá và riêu cua nhưng khó ai có thể cưỡng lại vị thanh mát của nước cua, quả chua hòa cùng vị đậm đà của mắm tôm, gạch cua trưng.
Ai là người Việt thì có lẽ đã từng ăn qua những món ăn này. Nhưng không ngờ được những món ăn hàng ngày dân dã thế này lại lọt top những món ăn ngon trên thế giới. Thật đáng tự hào phải không nào?